Do các hữu tình không thể thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, cho nên Đại Bồ Tát phải trải qua ba vô số kiếp vì các chúng sanh mà tu hành hạnh khổ khó làm của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát không thể thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, thì không cần trải qua ba vô số kiếp vì các hữu tình mà tu Bồ Tát hạnh, trang nghiêm cõi Phật, thành thục hữu tình. Do Đại Bồ Tát thấu rõ như thật tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, cho nên vị ấy trải qua ba vô số kiếp vì các hữu tình tu sáu ba la mật đa. Bà nói